chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến các lãnh đạo choc bù trong bộ chính trị đảng cộng sản việt nam vừa có một tuần làm việc với các địa phương tập trung bàn về phương án nhân sự cấp ủy tương lai theo thông cáo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần chỉ thị số 35CT trên TVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam toàn bộ tập thể Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào sáng 19 tháng 9 năm 2020. Trước đó, ngày 18 tháng 9, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã quyết định điều động phân công ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội. Dự kiến thì ông Trung Quốc Anh sẽ sớm trở thành sớm trở thành chủ tịch Hà Nội để thay ông Nguyễn Đức Trung đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo thông tấn xã thì kết luận tại buổi họp ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô vị thế tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ. Muốn vậy phải xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức kỷ cương kỷ luật, làm ăn bài bản có kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng, làm được thì thưởng, không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý. Bên cạnh đó thì thông cáo chính thức tiết lộ nhóm công tác của Bộ Chính trị đã tiếp tục làm việc với các địa phương về nhân sự trong tuần từ 14 đến 19 tháng 9 năm 2020. Nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Cơ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với Đảng Bộ các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, đã làm việc với Đảng Bộ các tỉnh Bình Định, Hậu Giang, Phú Yên, Ninh Thuận, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên. Nhóm bò, nhóm thứ ba do Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì đã làm việc với Đảng Bộ các tỉnh Bắc Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Đắk Lắc, Tây Ninh và Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương Đảng. Tham dự các buổi làm việc có các đại diện lãnh đạo của các ban đảng Trung ương, văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ ngành Trung ương. Trước đó, các đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc tương tự với các địa phương. Ví dụ đầu tháng 9 thì tập thể Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chủ trì đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng với thời điểm, nhóm 1 do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì đã làm việc với Đảng Bộ các tỉnh Bình Dương, Quảng Ngãi và Bạc Liêu. Nhóm thứ ba do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã làm việc với Đảng Bộ các tỉnh Đắk Nông, Kiên Giang. Như vậy, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2020 thì Bộ Chính trị đã làm việc với 63 trên 67 Đảng Bộ trực thuộc Trung ương tại các buổi làm việc thì các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung. Đối với dự thảo báo cáo chính trị và cấp ủy, các dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu, đánh giá, nhận định chủ yếu, phương hướng và mục tiêu. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy đối với phương án nhân sự cấp ủy cho ý kiến đánh giá về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ độ tuổi và tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Căn cứ vào ý kiến kết luận của ban lãnh đạo, các ban bộ ngành trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18 tháng 9, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã quyết định điều động phân công ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ và nhận công tác thành ủy Hà Nội giữ chức phó bí thư. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ sinh năm 1965, quê quán ở huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng được truyền thông nhà nước dẫn lời nói quốc hội có thể bổ sung việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trong kỳ họp vào tháng 10 sắp tới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bà Tòng Thị Phóng, người điều hành phiên thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 17 tháng 9 năm 2020 cho biết chắc chắn kỳ họp này sẽ xem xét 2 đến 3 nhân sự gồm cả bãi nhiệm lẫn miễn nhiệm bổ nhiệm. Điều này có thể hiểu là việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc do có hai quốc tịch miễn nhiệm bộ trưởng khoa học theo thủ tục và thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ trình quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh trên thực tế thì đã xuất hiện đồn đoán về khả năng thay lãnh đạo thành phố hà nội trong giới quan sát sát chính trị cộng sản việt nam trước khi có lệnh đình trị công tác ông nguyễn đức trung vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 để làm rõ trách nhiệm của ông trong ba vụ án vì ông Trung không còn điều hành ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán tại thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, phó trưởng ban này vào ngày 12 tháng 8 được giao chủ trì các cuộc họp và phụ trách các hoạt động phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Tuy nhiên thì việc ông Trung bị khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tạo ra một ghế trống cần có người chính thức tiếp quản một bài trên báo lao động ngay trong tuần thì ông Trung bị đình chỉ công tác ca ngợi một số phát biểu của ông Chu Ngọc Anh khẳng định tiềm lực Hà Nội cần phát huy để xứng tầm với thủ đô trên phương diện đầu tư cho khoa học và công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh 55 tuổi hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 tháng 9 có nêu vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung trong số hơn 80 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 12 người bị xử lý hình sự. Ông Chu Ngọc Anh có thể là điều chuyển công tác khác, cũng như chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Tổng Thị Phóng được báo thanh niên dẫn lời đề nghị bãi nhiễm ông Phạm Phú Quốc vì ông này có hai quốc tịch à, vì việc bãi nhiệm đại biểu không thể làm chung với việc bổ nhiệm phân công nhiệm vụ của ủy viên trung ương hay miễn nhiệm do phân công công tác mới thưa quý vị và các bạn cột điện ở đà nẵng đổ trong bão noon cho thấy lõi sắt thép không còn lõi ở bên trong trong lúc thì cơn bão Noun đang hoành hành ở miền Trung cách đây vài ngày thì điều khiến cho công luận bàn tán nhiều nhất là một hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội thấy một cây cột điện bị gãy ngang trên đường Tôn Đạn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng không thấy có lõi thép ở bên trong. Trả lời báo nhân Việt hôm 18 tháng 9 năm 2020 trước sự nghi ngờ của dư luận về việc ăn bớt sắt thép khi dựng cột điện, ông Võ Hòa, phó giám đốc công ty điện lực Đà Nẵng nói cột điện trước số nhà 102 đường tôn đạn là cột điện bê tông ly tâm 8.1 mm thuộc đường dây hạ áp. Đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847 năm 2016 và tiêu chuẩn Việt Nam 6284 hay năm 1997 có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy khi có lực tác động lớn làm gãy cột, các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột khoảng 1 cm. Do trước đó đã được kéo giãn, nguyên nhân chính của việc gãy cột điện là do ảnh hưởng của bão số 5 Noun và làm cho cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực lớn và kéo gãy cột. Báo này không làm rõ việc các cột điện ở Đà Nẵng có được kiểm định cường độ và thép bê tông cũng như việc thiết kế thì công cột điện có tính đến các tác động của gió bão thông thường hay là không. Cùng thời điểm thì phép Booker Phạm Ngọc Hưng giải thích trên trang cá nhân cột điện bị gãy tất nhiên là do không chịu nổi lực uấn của bão. Tuy nhiên không phải do cột điện bị ăn bớt thép. Cột điện mới đều là một cột ly tâm dựng ứng lực và trong đó thì các loại thép lớn được thay thế bằng các sợi thép nhỏ kéo căng ra đúc trên trục ly tâm rỗng để đuổi hết các không khí ra bên ngoài và một khi cột gãy thì các sợi thép vốn bị kéo căng sẽ tụt lại và bê tông chứ không bị lộ ra ngoài nên không nhìn thấy như dọ thép bình thường Tuy vậy thì nhiều blogger bày tỏ không đồng tình về việc giải thích này Facebooker Thuận Hữu tự nhận từng làm tham gia vào các dự án công trình điện trung thế năm 1987 đến năm 1999 để lại bình luận Hồi đó vật tư xi măng thép còn khó khăn Nhưng khi đi đúc gia công trụ điện ly tâm Tại xí nghiệp bê tông ly tâm ở Thủ Đức, Sài Gòn Bản vẽ thiết kế trụ đưa ra cho phép chống bão cấp 12 Tôi thấy được bố trí rất nhiều thép các loại Trụ điện khi chở đi thi công Lăn trên các xe xuống, oằn lên, oằn xuống Nhưng không bị nứt nẻ sau hơn 30 năm thì các trụ điện vẫn xài tốt, không một trụ điện nào bị hư hỏng, thậm chí nứt nẻ. Tuy rằng vùng mình làm công trình thường xuyên có gió rất lớn Hồi đó nghiêm lắm Ai sơ dỡ ăn bớt một chút vật tư Công an vịn liền Trước vụ cột điện bị đổ thì không thấy lõi thép Hồi năm 2018 Dân mạng từng bàn tán sôi nổi về các hình ảnh cho thấy là cột điện bê tông cốt thép Nhưng mọc ra lá che và châm biếm Đây là sản phẩm tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội Thưa quý vị và các bạn Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 8 năm tù vì gây thất thoát 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Thưa quý vị và các bạn, 2.000 tỷ Việt Nam đồng sẽ xây được 2.000 căn hộ chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì 2.000 tỷ đồng này là rất là lớn, không hề nhỏ một chút nào cả. Ngày 20 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án xử án Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm, các bị cáo nhận tổng cộng 25 năm tù. Các bị cáo bị đưa ra xét xử vì liên quan đến giao đất cho thuê đất tại số 8, 12 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh gây thất thoát 1.927 tỷ Việt Nam đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình nhận định, dù các bị cáo có nhận thức khác nhau nhưng cơ bản đều thừa nhận đã ký các văn bản vi phạm pháp luật như cáo trạng đã truy tố. Theo đó thì khu nhà đất rộng 5.000 m2 tại số 8 12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại, yêu cầu đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh. Hội đồng xét xử khẳng định năm 2011, ông Tài do quen biết với bà Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, chủ tịch công ty Hòa Tháng 5 nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định, chủ trương của thành phố. Sau khi cho bà Thúy góp vốn 30% tham gia thực hiện dự án và trở thành chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Lenvanu, thì ông Tài chỉ định giao đất cho công ty này không phải đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành chuyển dịch quyền sở hữu khu nhà đất từ nhà nước sang tư nhân. Hành vi của ông Tài và bà Thúy và các bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trương Văn Út, cựu phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Hoài Nam, cựu trưởng phòng quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã gây thiệt hại 1.927 tỷ Việt Nam đồng. Do vụ án đã kịp thời phát hiện ngăn chặn Khu đất được thu hồi trả lại cho nhà nước nên chỉ còn thiệt hại 4,7 tỷ Việt Nam đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 68 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 8 năm tù. Lê Thị Thanh Thúy được cho là người tình của Nguyễn Thành Tài 41 tuổi, nguyên chủ tịch công ty Hoa Tháng 5, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Lavenu 5 năm tù. Ông Đào Anh Kiệt 63 tuổi Nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh 5 năm tù Ông Nguyễn Hoài Nam 55 tuổi Nguyên bí thư quận ủy quận 2 4 năm tù Ông Trương Văn Út 50 tuổi Nguyên phó trưởng phòng quản lý đất Thuộc sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh 3 năm tù Hội đồng xét xử tuyên thu hồi khu nhà đất 82 Lê Duẩn cho nhà nước Buộc công ty cổ phần đầu tư Lavanu nộp lại bản chính thức Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được biết, năm bị cáo bị đề nghị xét xử vì những sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, thuê đất tại số 812 Lê Duẩn, phường Bình Nghé, quận Nhất, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong ngày xét xử hôm 19 tháng 9 thì đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm khẳng định lại là ông Tài và các bị cáo có sai phạm trong việc chuyển đổi khu đất 812 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang công ty tư nhân của bà Thúy. Trước đó thì trong phiên xử chiều ngày 17 tháng 9, đại diện viện kiểm sát đã nhận định hành vi vi phạm của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan nhà nước đối với nhân dân. Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo Nguyễn Thành Tài từ 8 đến 9 năm tù, Lê Thanh Thúy từ 7 đến 8 năm tù, Đào Anh Kiệt từ 6 đến 7 năm tù, Nguyễn Hoài Nam từ 5 đến 6 năm tù, Trương Văn Út từ 3 đến 4 năm tù. Phiên tòa xét xử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm được khai mạc vào ngày 16 tháng 9 kéo dài liên tục trong 5 ngày, thu hút sự quan tâm lớn của cơ quan báo chí, truyền thông, xã hội. Phiên tòa, tòa án đã triệu tập 26 đơn vị các cá nhân với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban chỉ đạo 09. Ngoài ra thì tòa án còn triệu tập hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở trung ương và Giám định và người giám định có 8 luật sư tham gia bảo chữa cho 5 bị cáo trong vụ án này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên Bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.